Chào bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Thì hôm nay mình sẽ chuyển cái một số chú cá mà trống mà mình cảm thấy là ok vô cái hồ kính lớn, cái hồ kính giòn giòn đó các bạn. Thì các bạn hãy theo mình để theo dõi cái hãy xem để theo dõi mình chuyển cá nhé. Đây là cái hồ cá mà mới nhú mà mình dự định chuyển ở đây đó. Vài ngày trước vì cái lý do mà mình kẹt hồ, mình không có chỗ mà nhốt cá lồng, mình là ép đẻ, mình chuyển chúng xuống dưới đây. Cái này là cái thùng nước nha các bạn, cái thùng nước 20 lít à. Nó bị bể rồi, mình cắt cái đầu luôn, mình cắt cái đầu để mình nhốt cá luôn đấy. Mình ở đây thì có vài con lên màu rất là đã, vài con lên màu rất là đã. Ok, đấy, còn đây này, đây đây là cái hồ mà mình dự định chuyển chúng qua cho bọn chúng sống riêng một hồ luôn các bạn, bọn chúng sống riêng một hồ luôn. Cũng khá rộng đối với bạn chúng rồi đó, để mình vớt nó qua cho bạn xem. Đấy, ở đây mình có cá rồng này, rồng tím với rồng đỏ này, cá trống thôi nha các bạn, nhốt riêng cá trống thôi chứ mà nhốt có cá mái vô nữa là nó lẻ lộn xộn luôn đó. Cá trống này mình nhốt riêng, mình chịu khó mình phân biệt được, có bể màu Thái này. Sẵn mình chuyển dày xong rồi cái mình cho bọn chúng ăn luôn. Sẵn mình chuyển dày xong rồi mình cho bọn chúng ăn các bạn ơi. Mấy bữa nay thì mình chuyển hồ hàng loạt luôn các bạn, mình chuyển hàng loạt. Lớp nào cá con, lớp nào cá đang lớn, lớp nào cá mới nhú rồi nữa các bạn, mình chuyển hàng loạt luôn. Đấy. Mình dọn chỗ là mình ươm cá con các bạn. Đây là con này, con lách này, cá trống này, cá trống già rồi. Mình ép hai cặp là hai con trống lận, nhưng mà nó bị con trống kia ăn hiếp quá. Nó vẫn rất là đẹp nhưng mà nó bị con trống kia ăn hiếp quá, mình phải buộc lòng phải bắt bỏ riêng các bạn. Rất là đẹp luôn ấy. Đây để mình lên lên quay ngang cho bạn xem cái lũ cá này của mình ha. Các bạn chờ mình một xíu. Đấy, bọn chúng đấy các bạn. Này các bạn thấy khác lúc trước không? Còn thấy bọn chúng có gì khác lúc trước không? Lên màu rất là rõ rồi nha các bạn. Mặc dù còn rất là nhỏ, form này rất là nhỏ luôn, nhưng mà lên màu khá là rõ rồi. Để mình lấy một ít trùng khỉ cho tụi nó ăn cho các bạn xem. Đấy, bữa nay sẵn tiện đổi ấy rồi mình cho chúng ăn một xíu luôn. Cũng đấy, nay bọn chúng lên màu rất là rõ rồi nha các bạn. Thank you.
Ủa, thùng nước cá này đâu rồi? Mới mua hả? Thank you.
Thôi, video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn.